Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi phần 2 của bản tin FBNC Thế Giới. Thưa quý vị, một trong những chiếc du thuyền công nghệ cao nhất thế giới vừa được đưa vào vận hành và điểm xuất phát là Anh Quốc. Chiếc du thuyền mang tên Quantum of the Seas, sử dụng thiết bị giám sát hành lý robot bartender và các ứng dụng cho phép thủy thủ đoàn nắm bắt được nhu cầu của mọi hành khách. Đây là một chiếc du thuyền đặc biệt được cho là am hiểu công nghệ nhất hiện nay. Những ứng dụng công nghệ tại đây cho phép giám sát hành lý làm thủ tục lên tàu cho khách. Và nếu muốn một ly cocktail, khách hàng cũng không cần phải làm quen với nhân viên quầy bar bởi robot mới là người phục vụ. Phó Chủ tịch công ty Royal Caribbean cho rằng, chiếc du thuyền này là một bước ngoặt lớn đối với dịch vụ du lịch. Đây là điều chưa từng có đối với ngành du lịch hàng hải và sẽ làm thay đổi diện mạo của ngành. Đó không chỉ là một chiếc du thuyền đơn thuần mà tích hợp cả kỳ nghỉ trong đó. Nếu tôi có được một giờ trên du thuyền này, tôi sẽ đi thẳng lên lầu trên và dùng chiếc máy lặn trên không. Tôi rất thích ý tưởng này bởi không ở đâu trên thế giới này mà bạn có thể chơi trò lặn trên không như vậy. Chiếc hộp bằng kính cao 100 mét trên mực nước biển này cho phép du khách có thể phóng tầm mắt ra xa hàng dặm. Quá trình thiết kế và xây dựng con tàu công nghệ cao này là gần 5 năm. Quantum of the Seas có 18 tầng với sức chứa 4.000 khách. Chủ tịch Royal Caribbean cho rằng những con tàu lớn thường tiết kiệm hơn những con tàu nhỏ và cho phép khai thác nhiều đối tượng khách hơn. Chúng tôi có thể cạnh tranh trên toàn cầu. Thương hiệu của chúng tôi đã được định vị tốt để có thể tận dụng được mọi cơ hội ở nhiều thị trường, ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn. Có thể một số người cho rằng con tàu này sẽ làm mất đi tính tương tác giữa người với người. Nhưng bù lại, công nghệ có thể tìm thấy ở mọi ngõ ngách. Những hành khách có thể đặt bữa tối, hẹn giờ spa chỉ bằng một nút bấm. Các chuyên gia công nghệ luôn có mặt trên tàu để giải quyết những rắc rối về kỹ thuật nếu như có xảy ra. Ông chủ của tập đoàn Virgin, Richard Branson, đã đến hiện trường tại California nơi chiếc tàu không gian chở hành khách của ông bị rơi trong chuyến bay thử nghiệm. Thưa quý vị, một phi công thiệt mạng, người còn lại bị thương, nhưng Branson cho biết ông quyết tâm theo đuổi sứ mệnh thương mại không gian của mình. Tôi thực sự tin rằng trong những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, không thể nào thiếu những đau thương nhất. Đây là đội ngũ dũng cảm nhất, bền bỉ nhất và quyết tâm nhất. Chúng tôi tôn vinh sự dũng cảm của các phi công và rút ra bài học từ thảm kịch này. Chỉ có thế chúng ta mới có thể tiến bộ, đoàn kết để vượt qua những giới hạn của loài người. Chiếc tàu không gian Spaceship 2 đã bị rơi vào hôm thứ Sáu tuần trước, mảnh vỡ văng ra khắp sa mạc Mahave. Tuy nhiên, nhóm điều tra cho biết khá lạc quan về việc tìm ra nguyên nhân tai nạn. Đây là chuyến bay thử nghiệm và thông tin đã được ghi rất kỹ. Chúng tôi cũng có một số hình ảnh video cho nên sẽ có nhiều bằng chứng giúp cho tiến trình điều tra. Điều đó sẽ giúp chúng tôi có thể tìm ra không chỉ điều gì đã xảy ra mà còn nguyên nhân của sự việc để tránh phạm phải sai lầm cho những lần sau. Đây là vụ tai nạn chết người thứ tư trong quá trình phát triển con tàu Spaceship 2 năm 2007. Bình nhiên liệu bị nổ đã khiến ba người thiệt mạng. Thưa quý vị, các nhà bán lẻ như Amazon và Target đang khẩn trương phát triển những ứng dụng trên di động cho phép nhận diện một hình ảnh mà khách hàng chụp lại để mua hàng online. Cả ngàn nhiều khi cũng không thể mô tả được một tấm hình. Chẳng hạn nếu muốn tìm ra ai là người vẽ bức tranh này, mô tả bức tranh quả là điều khó khăn. Để tìm ra giải pháp, Google Image đã có thể đưa ra câu trả lời trên màn hình máy tính. Nhưng giờ đây họ sẽ phát triển ứng dụng này trên di động để mua hàng. Thế giới là sự hiển thị và có rất nhiều câu hỏi cần minh họa bằng hình ảnh. Chẳng hạn như chúng ta có thể nhìn thấy những vật xung quanh mình và muốn biết ai đã làm ra chúng. Có những vật tương tự không? Làm thế nào để chúng ta có thể biết nhiều hơn về vật đó? Các nhà bán lẻ đang nỗ lực phát triển những ứng dụng di động cho phép khách mua hàng bằng việc chụp lại hình ảnh đồ vật mà họ muốn mua. Ứng dụng Firefly của Amazon có thể nhận biết 70 triệu sản phẩm như là kèo bạc hà Antoy và cho phép bạn lựa chọn mua trên Amazon. Ứng dụng đang được thử nghiệm tại Target, mang tên là InnerSnap, cũng nhận diện được hình chụp sản phẩm có trên các trang quảng cáo hay là catalog của Target. Nhưng những ứng dụng này cũng hạn chế việc tìm kiếm các vật có nhãn hiệu như là sách hay là các vật đã được xác định, chỉ có thể được tìm thấy trên các website chính hãng. Công cụ tìm kiếm hiển thị có thể xác định được cả những vật thể 3D. Đây là một vấn đề hết sức phức tạp vì bạn đang yêu cầu máy tính phải nhận ra một hình ảnh từ bất cứ hướng nào, dưới bất cứ điều kiện ánh sáng nào. Có thể đó không phải là một bức ảnh hoàn hảo được chụp từ xa hay là độ phân giải thấp. Trong 6 tháng nữa, nhà bán lẻ Superfish dự kiến sẽ ra mắt các ứng dụng mua sắm giày dép, trang sức và dụng cụ làm vườn có sử dụng công cụ tìm kiếm hiển thị. Việc tìm kiếm hiển thị sẽ trở thành một phần của nền tảng phát triển ứng dụng và mọi camera hay điện thoại di động sẽ đều có chức năng đó. Trong tương lai, mua hàng sẽ chỉ đơn giản là chụp hình, chọn và trả tiền. Thưa quý vị, cả hai công ty thẻ là Visa và Mastercard đều báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng vào thời điểm then chốt khi thị trường đang nổi lên nhiều dịch vụ ví điện tử. Kết quả kinh doanh quý 3 của cả Visa và Mastercard đều tốt hơn mong đợi. Các nhà đầu tư hào hứng trước những cơ hội toàn cầu. Niềm tin tiêu dùng tại Mỹ tăng cao đã khiến cho người tiêu dùng mạnh tay giúp hầu bao. Đây là hai công ty dịch vụ giao dịch lớn nhất thế giới với nhiều người sử dụng nhất và chúng ta đang chứng kiến tiêu dùng tại Mỹ đã tăng 10% so với năm ngoái. Đây là một mức tăng đáng kể. Nhưng các công ty này cũng đang nói rất nhiều về những thay đổi khi người tiêu dùng đang lựa chọn xu hướng ví điện tử để chi trả cả Visa và Mastercard đều là đối tác với Apple Pay, hệ thống chi trả di động của Apple. Khách hàng muốn sử dụng điện thoại của họ, họ luôn mang điện thoại trong túi và có nhu cầu sử dụng chức năng nhiều hơn. Nếu nhìn lại 5 năm về trước, mọi người chỉ dùng điện thoại để tải nhạc chuông, ít ai nghĩ đến chuyện dùng để mua hàng hóa. Mọi thứ đang thay đổi, có đến hơn một nửa số người mua hàng trực tuyến thông qua smartphone của họ vào năm 2014, trong khi con số này vào năm 2009 chỉ là 14%. Việc chi trả qua di động sẽ tăng từ 3 tỷ đô la trong năm 2013 lên 53 tỷ đô la vào năm 2019, theo một công ty nghiên cứu. Nhưng Visa và Mastercard đang bị qua mặt bởi một tập đoàn mới nổi là Currency. Dịch vụ chi trả di động này liên kết trực tiếp với những gã khổng lồ trong hệ thống bán lẻ như là Walmart và Best Buy và không muốn trả một đồng nào cho các công ty thẻ tín dụng qua mỗi giao dịch. Dù sao thì Visa và Mastercard cũng không muốn đặt tất cả số trứng của mình vào một giỏ. Họ cũng đang phát triển dịch vụ ví điện tử của riêng mình. Mastercard có Masterpass, còn Visa thì có Visa Checkout. Vào cuối tháng này, Thụy Sĩ sẽ tổ chức kỳ trưng cầu dân Ý lần thứ hai trong năm. Lần này là về việc có nên hạn chế số người nhập cư vào Thụy Sĩ hay không. Nhập cư tự do giữa các nước thành viên EU luôn là vấn đề gây đau đầu cho một số quốc gia, trong đó có Thụy Sĩ. Để quyết định xem có nên hạn chế số người nhập cư hay không, vào ngày 30 tháng 11 tới đây, Thụy Sĩ sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý theo lời yêu cầu của một tổ chức vì môi trường có tên gọi là EcoPop. Tổ chức này yêu cầu giảm số lượng người nhập cư xuống chỉ còn 0,2% dân số, tương đương với 16.000 người được phép nhập cư trong một năm. Hiện nay con số này đã lên tới 80.000 người. Tổ chức EcoPop cho rằng hiện có quá nhiều áp lực lên diện tích đất đai và tài nguyên thiên nhiên, dân số đã gia tăng 140% kể từ năm 1990. Trong số đó, Người nước ngoài hiện đã chiếm gần 1 phần tư trong tổng số 8 triệu dân của Thụy Sĩ. Mỗi năm, Thụy Sĩ phải gánh bắt thêm 40.000 ngôi nhà và 56.000 chiếc ô tô. Liệu chúng ta có thể tiếp tục áp lực này trong 15 hay là 20 năm nữa hay không? Trong khi dân số của chúng ta thì không ngừng tăng. Mặt khác, ở phía đối lập, nhiều ý kiến cho rằng nền kinh tế Thụy Sĩ cần phải có lực lượng lao động nhập cư. 56% lực lượng lao động của chúng ta đến từ người nước ngoài, phần lớn đến từ Pháp, ngoài ra là từ Nam Mỹ hay là các quốc gia châu Phi. Họ có thể là lao động lành nghề hoặc không, nhưng nền kinh tế Thụy Sĩ cần có họ. Hiện có khoảng 130.000 người nước ngoài làm việc trong ngành y tế. Lo ngại thiếu hụt lao động cũng là một vấn đề của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cho rằng không phải lao động lành nghề nào cũng là người Thụy Sĩ. Việc thay đổi chính sách có thể khiến họ phải chơi với tìm lao động thay thế. Trong số những doanh nghiệp thuê mướn lao động nước ngoài nhiều nhất, có thể kể đến ngân hàng UBS và Credit Suisse. Những ngân hàng này phụ thuộc tới 25% nhân viên đến từ các nước thành viên EU. Trong những tháng gần đây, thông tin về cuộc trưng cầu dân ý đã khiến cho các doanh nghiệp lo lắng. Họ đã phải đón đầu thay đổi chính sách bằng việc ra sức khảo sát, kiểm tra, tìm kiếm những nguồn nhân lực thay thế. Nhưng trên thực tế, họ vẫn cần lao động nước ngoài, không thể đột ngột sa thải họ được. Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa xảy ra, nhưng nó thực sự là một rủi ro hiện hữu. Một việc khác quan trọng hơn, đó là việc Thụy Sĩ sẽ đối diện với các nước EU như thế nào. Dân chủ là tốt, nhưng chúng ta không muốn Thụy Sĩ bị coi là một quốc gia theo chính sách bài ngoại. Hồi tháng 2, một tổ chức khác cũng đã đòi trưng cầu dân ý về việc cấp qua ta cho công dân EU nhập cư vào Thụy Sĩ. Chưa đầy 9 tháng, một tổ chức khác đã lên tiếng đòi thẳng thừng hạn chế số lượng người nhập cư. Về phía chính phủ, các quan chức cho rằng động thái này có thể gây ra tác động tiêu cực đối với cộng đồng. Nếu như yêu cầu của tổ chức Ecopop được chấp thuận, trong khi chính phủ đang tìm kiếm giải pháp cùng với Liên minh châu Âu, tôi có thể nói rằng thị trường lao động sẽ gặp xáo trộn ngay tức khắc. Theo báo cáo thăm dò của Đài phát thanh truyền hình quốc gia Thụy Sĩ công bố vào 10 ngày trước, hiện có 58% người dân không đồng tình với yêu cầu của Ecopop, trong đó có tới 35% đồng tình, tức là muốn hạn chế số lượng người nhập cư. Quý vị thân mến và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 2 của bản tin FBMC Thế Giới. Xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với những thông tin cuối cùng. Trên toàn thế giới, nhiều thị trường tiếp tục giảm điểm. Thị trường hỗn loạn trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ.